Trong thế giới Pokemon có rất nhiều tầng sức mạnh, có thể được phân định theo cách thức phức tạp như là bên cộng đồng Pokemon Showdown, hoặc cũng có thể phân theo một cách dễ hiểu hơn, đó là huyền thoại và không huyền thoại. Dĩ nhiên không phải Pokemon huyền thoại nào cũng mạnh đến mức đấy, nhưng một khi bọn này đã mạnh thì nó mạnh hết phần người khác luôn. Và trong video này chúng ta sẽ bàn về những Pokemon huyền thoại bá nhất từ trước đến giờ, những cái con mà kể cả khi anh em biết trước sẽ phải đối mặt với chúng nó đi nữa thì cũng hầu như không thể cản nổi. Bắt đầu với Mewtwo, là Pokemon đầu tiên được coi là huyền thoại cấp cao vì chỉ số của nó vượt trội hơn hẳn so với những Pokemon huyền thoại cùng thời là Articuno, Zapdos và Moltres. Tuy rằng đến thời điểm này đã có quá nhiều Pokemon huyền thoại mạnh hơn Mewtwo, đặc biệt là mấy con mà tôi sẽ đề cập ở phần sau của video. Nhưng mà nếu bạn đã là nhà vô địch một lần thì đến nhiều năm nữa người ta vẫn sẽ kể câu chuyện của bạn, nhất là khi bạn còn là người đầu tiên đạt được danh hiệu đó. Và ở thế hệ thứ nhất, sự bá đạo của Mewtwo là không thể bàn cãi. Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở chỉ số mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố khác, khiến cho Mewtwo của thời đại Gen 1 là Pokemon duy nhất trong lịch sử không có cách nào để counter. Vào thế hệ đầu tiên, hệ siêu linh gần như không thể bị kháng. Thứ duy nhất có thể chống đỡ những đòn tấn công của hệ siêu linh là những Pokemon hệ siêu linh. Thêm vào đó thì hệ này cũng gần như không có điểm yếu. Đúng là hệ ma có tồn tại vào Gen 1, nhưng thay vì khắc chế thì hệ này lại bị hệ siêu linh kháng. Hơn nữa, Pokemon ma của Gen 1 lại là hệ ma và độc, cũng sẽ bị hủy diệt bởi những chiêu thức hệ siêu linh. Thứ duy nhất lúc đó có thể gây gấp đôi sát thương lên hệ siêu linh là hệ bọ, nhưng mà hệ thống chiêu thức của hệ này lại hết sức a đuổi. Đã yếu thì chớ, mà những con Pokemon hệ bọ sáng giá nhất là Scyther và Pinsir lại chẳng hỏng được chiêu nào. Thế mới nói là Mewtwo không thể bị counter. Chính vì lý do này mà chỉ một thế hệ sau đó, hệ thép và hệ bóng tối đã được tạo ra để kháng hệ siêu linh. Lý do tiếp theo, vào thời điểm Gen 1 thì chỉ số Special Attack và Special Defense vẫn còn là một chỉ số được gọi là Special. Rất nhiều Pokemon, trong đó có Mewtwo, có thể sử dụng chiêu thức Amnesia để tăng 2 bậc cho chỉ số này. Ngay lập tức chúng sẽ mạnh gấp đôi và trâu gấp đôi ở mảng đặc biệt. Mewtwo cũng có chiêu Barrier để tăng thủ vật lý, và mỗi khi thanh máu của nó tụt xuống quá nửa thì chỉ cần click vào nút Recover là xong. Thêm một quả Cherry ở trên đỉnh nữa. Hồi đó thì tỷ lệ chí mạng của Pokemon được tính theo tốc độ của nó, và Mewtwo, một trong những Pokemon nhanh nhất, có tỷ lệ chí mạng lên tới 25,39%. Anh em vẫn có thể nói rằng đây chỉ là hào quang của quá khứ, hồi đấy thì nó không có đối thủ là đúng rồi. Thì đúng như thế cho nên tôi mới dùng nó để mở màn cho video. Còn tiếp theo đây là những thế lực mà ngay cả ở thời điểm hiện tại cũng vẫn vô cùng bá đạo, ngay cả khi so sánh với những Pokemon huyền thoại khác. Mega Rayquaza có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất trong làng chơi một mình. Tôi cũng đã đề cập đến nó một vài lần trong những video trước đây rồi, cơ mà cũng không thể không nói về nó trong những chủ đề như thế này được. Tiến hóa Mega là cơ chế tăng sức mạnh trong trận đấu đầu tiên được xuất hiện. Tuy không phải là cơ chế hoàn hảo nhất, nhưng vẫn là cơ chế được yêu thích nhất. Dĩ nhiên rồi, ai mà không thích nhìn Pokemon tiến hóa cơ chứ, nhất là lại còn tiến hóa thành những dạng ngầu đét và mang đến sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, để có thể tiến hóa Mega thì các Pokemon sẽ phải mang theo đá Mega bên mình, tức là chúng không thể mang theo những trang bị tăng sức mạnh khác nữa. Nhưng mà Rayquaza nói rằng điều này không thể ngăn được nó bởi vì nó không biết chữ, cho nên nó lách luật bằng cách ăn một viên thiên thạch. Từ đó nó có thể tiến hóa Mega mà không cần chơi đá chơi điếc gì cả, chỉ cần có chiêu Dragon Ascent mà thôi. Mà dĩ nhiên nó sẽ luôn muốn mang theo chiêu này rồi, bởi vì đây là chiêu mạnh nhất của hệ bay mà chỉ mình nó sử dụng được. Với sức mạnh mới này thì Ray đã mạnh hơn tất cả những Pokemon tiến hóa Mega còn lại. Cộng thêm việc nó vẫn có thể mang theo trang bị nữa, thì cái việc nó thống trị meta như thế nào chắc anh em cũng có thể tưởng tượng ra được. Choice Band hoặc là Life Orb cho phép nó đe dọa mọi thứ ngay lập tức với lượng sát thương khổng lồ. Nó cũng có thể lựa chọn sử dụng Lum Berry để hóa giải hiệu ứng bất lợi trong khi đang nâng cao sức mạnh với Sword Dance hoặc Dragon Dance. Nhờ có đặc tính Delta Stream, Mega Ray không còn sợ đá, kháng điện và chỉ còn bị ăn gấp đôi sát thương từ hệ băng thay vì gấp 4 như trước. Cho nên vốn nó đã khỏe rồi, nay lại còn trâu nữa. Bên cạnh mức chỉ số tấn công trên trời, nó sở hữu hệ thống chiêu thức đa dạng ở cả hai mảng, có đáp án cho hầu hết những kèo có thể gọi là counter nếu như chúng lỡ nhảy vào sai chiêu. Chẳng hạn như Xerneas mà lao ra đỡ Dragon Ascent thì sẽ bay màu luôn vào lượt tiếp theo. Mấy con hệ thép châu bò thì sẽ bị Earthquake hoặc là V-Create luộc. Hệ đá thì vỡ đầu với Draco Meteor, còn Extreme Speed sẽ đảm bảo không có một đứa nào có thể dùng chiêu ưu tiên để đe dọa nó được. nên cái thứ gọi là có thể counter được Mega Rayquaza cũng rất là hy hữu. Và mọi người đều phải đồng ý rằng Pokemon này đã vượt quá sức chịu đựng, đe dọa sự cân bằng của bất kỳ meta nào. Gương mặt tiếp theo trong video đến từ thế hệ thứ 8, đó là Zacian. Đây là Pokemon mang hệ tiên với mức tấn công vật lý và tốc độ cơ bản đều rất cao ở mức 130 và 138. Nhưng chờ một chút, Pokemon này có một trang bị độc quyền là Rusted Sword. Khi ngậm thanh kiếm này, Zacian sẽ biến thành dạng kiếm vương gọi là Zacian Crown, mang hệ tiên và thép. Với tổng chỉ số cơ bản ngang với Arceus nhưng có phân bố đẹp hơn rất nhiều, khi mà tốc độ cơ bản của nó đã lên đến mức 148, chỉ thấp hơn 8 Pokemon. Còn công vật lý cơ bản lên đến 170, chỉ thấp hơn 6 Pokemon. Nhưng đây mới chỉ là chỉ số cơ bản thôi. Nếu cộng thêm đặc tính Intrepid Shot sẽ luôn đẩy công vật lý của Pokemon này lên thêm một bậc mỗi khi ra trận, thì Zacian Crown chính là Pokemon có chỉ số tấn công cao nhất thế giới. Cụ thể, mức công vật lý tối đa của nó có thể đạt đến 482 ở level 100, sau đặc tính sẽ lên thành 723 mà chưa cần làm gì. Để dễ hình dung thì một Pokemon cần phải có 279 công vật lý cơ bản để có thể đạt đến con số này. Nhân tiện thì Zacian còn có cả Sword Dance nữa, nếu như anh em nghĩ rằng vẫn còn có thể tanh được nhát chém của nó. Song hệ của Pokemon này là tiên và thép, một trong những song hệ xịn hàng đầu về mặt phòng ngự khi mà có thể kháng được 9 hệ, miễn nhiễm 2 hệ, trong khi chỉ có 2 điểm yếu là hệ lửa và đất. Cho nên Zacian cũng có thể chịu đòn được ở mức khá khá, mặc dù chỉ số của nó đã được dồn rất nhiều vào công và tốc rồi. Giá trị của Zacian ở thế hệ thứ 8 còn được nâng cao hơn nữa, khi mà chiêu độc quyền Behemoth Blade của nó sẽ gây gấp đôi sát thương lên những Pokemon đang Dynamax, cùng với những chiêu bổ trợ cũng mạnh không kém như là Play Rough, Close Combat hay là Sacred Shot. Cũng không khó hiểu khi mà Zacian trở thành cái tên đầu tiên được đề xuất trong các team, hoặc là team bạn có Zacian, hoặc là team bạn sẽ phải xoay quanh việc đối phó với Zacian, hoặc cả hai, không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên vẫn còn vài cái tên rất hữu hiệu trong việc block Zacian, chẳng hạn như Torkoal, Chandelure hay gần đây nhất có thể là Skeledos, nhưng mà cái con số này vẫn là quá nhỏ và phần còn lại của thế giới vẫn sẽ gãy dưới kiếm của Zacian Crown. Anh em nghĩ thế là đã xong rồi ư? No 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 no, đừng quên rằng Zacian vẫn còn một hình dạng nữa là dạng nguyên bản của nó. Cái dạng này tuy không có chỉ số khủng khiếp như Zacian Crown, nhưng hóa ra thứ im ba ở đây không phải là chỉ số mà là đặc tính Intrepid Shot, nghĩa là khả năng công kích của con này vẫn chỉ sau Zacian Crown mà thôi. Để bù đắp lại, nó hoàn toàn có thể đập một cái Choice Band hoặc là Life Orb trồng lên mức tấn công khủng khiếp của mình và tiếp tục hủy diệt meta không kém gì dạng kia cả. Dẫn đến việc thế hệ thứ 9 đã giáng một cú nerf cực mạnh lên đầu Zacian, bao gồm giảm 10 công vật lý cơ bản của dạng thường, giảm 20 công vật lý cơ bản của dạng Crown và khiến cho đặc tính Intrepid Shot chỉ còn kích hoạt một lần duy nhất mỗi trận đấu. Liệu điều này đã đủ để Zacian hết bá chưa thì chúng ta sẽ phải chờ thời gian trả lời. Vẫn là một Pokemon huyền thoại của thế hệ 8 được giới thiệu sau Zacian là Calyrex, cụ thể hơn là Calyrex Shadow Rider, mang song hệ ma và siêu linh. Tổng chỉ số của con này thì dĩ nhiên không thể bằng Zacian Crown được, nhưng mà những chỉ số thiết yếu thì cũng không hề kém cạnh, với 150 tốc độ và 165 công đặc biệt. Tuy nhiên không giống như Zacian có thể bị suy yếu bằng bỏng hay bằng những Pokemon có đặc tính Intimidate, Calyrex là Pokemon tấn công ở mảng đặc biệt nên không cần quan tâm đến những thứ đó. Khả năng công phá của Pokemon này không những không bị suy yếu mà còn ngày một tăng lên. Tôi đã đề cập đến việc nó có 2 đặc tính cùng một lúc chưa? Chưa à? Thế thì con này có 2 đặc tính cùng một lúc anh em nhé. Trong đó, đặc tính Grimney sẽ gia tăng cho Calyrex một bậc công đặc biệt mỗi khi nó hạ gục được một đối thủ, khiến cho việc cản đường Pokemon này là chuyện gần như không tưởng. Và nó còn có thể dùng được cả Nasty Plot nữa anh em nhé. Giờ thì hãy nói về chiêu thức. Calyrex Shadow Rider sở hữu chiêu độc quyền là Astro Barrage với sức mạnh 120 và có thể đánh trúng cả 2 đối thủ trong đấu đôi, cũng tương tự như là Precipice Blade của Groudon hay là Origin Pulse của Kyogre, thậm chí còn hơn thế, bởi vì Astro Barrage có độ chính xác tuyệt đối, còn 2 chiêu kia thì không. Hệ ma cũng là một hệ công kích tuyệt vời bởi vì rất ít bị kháng và đây là chiêu mạnh nhất của hệ ma. Điểm yếu chí mạng của Pokemon này là song hệ của nó sẽ nhận gấp 4 sát thương từ hệ ma và hệ bóng tối. Đặc biệt là những chiêu ưu tiên như là Shadow Stick hay Sucker Punch có thể ngay lập tức đấm bay lượng sinh lực mong manh của nó. Tuy nhiên, chỉ cần được hỗ trợ môi trường siêu linh là Calyrex sẽ có thể tạm thời quên đi là nó có điểm yếu. Chỉ những Pokemon hệ bóng tối trâu bò nhất mới có thể đứng vững được trước sự oanh tạc của Calyrex Shadow, chẳng hạn như là Iveltal hay là Tyranitar, và Calyrex không có chiêu hệ giác đấu hay chiêu hệ tiên nào đủ mạnh để xử lý bọn này. Đây cũng là một khuyết điểm để cho người khác còn có thể khai thác mà đối phó với nó, dù vẫn không hề dễ dàng một tí nào. Tuy nhiên, đến Gen 9 này, cơ chế Terastallai đã cho Calyrex Shadow mảnh ghép cuối cùng để đạt đến sức mạnh tối thượng. Khi mà Terra hệ giác đấu, nó sẽ hết sợ Shadow Snake, kháng Sucker Punch, còn chiêu Terra Blast sẽ thổi bay tất cả những Pokemon hệ bóng tối luôn. Terra hệ tiên cũng giúp nó hết sợ Shadow Snake và kháng Sucker Punch, đồng thời tăng sức mạnh cho chiêu Raining Kiss, giúp cho nó hồi phục được nhiều sinh lực hơn, nhất là khi kết hợp với Substitute. Kẻ thù không đội trời chung của Calyrex là Iveltal vẫn chưa được nhập cảnh vào Gen 9, mà kể cả có vào đi nữa thì cũng không chắc có thể thay đổi được điều gì. Nhưng mà với bối cảnh hiện tại, quả nhiên là không có ai có thể ngăn cản Calyrex được nữa, và vì thế nó đã được nhận một vé ban khẩn cấp chỉ chưa đầy một ngày sau khi đặt chân đến Paldia. Nhân tiện thì tôi cũng xin phép được đề cập đến một trường hợp tương tự nữa nhưng ở hạng mục thấp hơn, đó là Regieleki, Pokemon huyền thoại hệ điện cũng từ thế hệ 8. Đây là Pokemon có tốc độ cơ bản cao nhất từng tồn tại, với khả năng gây lượng sát thương điện khổng lồ nhờ đặc tính transistor. Lối chơi của nó vốn được xây dựng quanh cái gót chân Asin là việc nó không có gì để tấn công hiệu quả lên hệ đất. Nhưng nhờ có cơ chế Terastalize, Regieleki đã có thể biến thành hệ băng và có thể vứt bỏ hạn chế này. Nó đã nhanh chóng chứng minh rằng mình là một mối hiểm họa cực khó để counter nên cũng đã bị cấm khẩn cấp trong ngày đầu tiên nhập cảnh. Công nghệ là sức mạnh. Giờ thì chúng ta sẽ đến với hiện tại là thế hệ thứ 9, nơi ngự trị của Pokemon cuối cùng trong video này, Miraidon. Đây là Pokemon huyền thoại mang song hệ điện và rồng. Một combo công kích hủy diệt chỉ có thể bị kháng bởi 23 Pokemon. Cơ mà việc kháng được Miraidon cũng chỉ để cho đẹp CV mà thôi, bởi vì dù có kháng được đi nữa thì cũng sẽ bay màu với lượng sát thương mà Miraidon có thể gây ra. Miraidon sở hữu 135 công đặc biệt và 135 tốc độ cơ bản. Mạnh thì mạnh đấy, nhưng mà liệu đã đến mức bá đạo? Đừng để những con số này đánh lừa anh em, bởi vì đặc tính Hadron Engine của Miraidon sẽ tạo ra sản điện mỗi khi ra trận, và Miraidon sẽ được tăng thêm 33% công đặc biệt khi đứng trên môi trường này. Sản điện đồng thời cũng tăng thêm 30% sát thương cho tất cả những chiêu thức hệ điện. Trồng thêm một cái Life Orb lên trên cùng nữa thì những chiêu stab hệ điện của Miraidon sẽ đạt đến 345% sức mạnh vốn có của chúng. Khi đó thì ngay cả một đòn Volt Switch cũng có thể khiến cho đối phương ngắc ngoài rồi. Chỉ sau một lần cam mai, tất cả những đối thủ lồi lõm nhất cũng sẽ bị cắn phẳng bởi chiêu Electro Drift trên sản điện. Những đối tượng nào mang hệ đất thì sẽ bốc hơi sau đòn Draco Meteor. Thậm chí ngay cả Pokemon hệ đất châu bò bậc nhất như là Tinglu, nếu như không có Astro Barrage bên mình thì cũng không thể chịu được chiêu Draco Meteor đến từ Miraidon sau Kamai và Terra hệ rồng. Để so sánh trực quan hơn thì đòn tấn công tương tự đến từ Mega Rayquaza cũng chỉ đục được tối đa 96% sinh lực của Tinglu mà thôi. Vậy nếu một Pokemon mang song hệ thép và đất có thể miễn nhiễm điện và kháng được rồng thì sao? Thì đã có overheat chứ còn sao nữa. Có lẽ chỉ có sự xuất hiện bất ngờ của một Pokemon mang song hệ tiên và đất mới có thể phần nào kìm hãm sự hoành hành của con xế này. Và kể cả khi đó, cộng thêm những Pokemon hiện tại có thể đối phó được với Miraidon bằng cách vượt tốc độ thì số lượng vẫn là cực kỳ nhỏ. Nếu anh em để ý thì từ đầu đến giờ tôi liệt kê Pokemon theo thứ tự dòng thời gian. Qua hiện tại rồi thì trước mắt sẽ là tương lai, và tôi đang cảm nhận được một nguồn năng lượng to lớn đang ngày một rõ dần từ phía chân trời. Nhưng mà đây mới chỉ là cảm giác thôi nhá, vẫn chưa đủ để khẳng định 100% là đúng, bởi vì đây là chuyện của tương lai mà. Cụ thể là trong dữ liệu của game Pokemon Scarlet và Violet, hình ảnh của một món trang bị đã được tìm thấy và thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người, ẩn chứa một nguồn sức mạnh tiềm tàng vô cùng to lớn. Đó chính là Legend Plate, trang bị đã được giới thiệu trong game Pokemon Legend Arceus, cho phép đứng tối cao đổi hệ mỗi khi tung ra chiêu Judgment. Và chiêu này sẽ luôn luôn biến Arceus thành hệ tốt nhất để khắc chế mục tiêu, thậm chí là kháng chúng nếu có thể. Theo một cách dễ hiểu hơn, khi mang trang bị Legend Plate thì chiêu Judgment sẽ luôn có stab và luôn siêu hiệu quả lên mọi mục tiêu, tức là đấng có thể trừng phạt tất cả sinh linh chỉ với một chiêu này mà thôi. Đừng hỏi tôi là nó sẽ biến thành hệ gì khi mà đánh lên Electros, bởi vì như tôi đã nói, đây là chuyện của tương lai, tôi cũng không dám chắc lắm. Thậm chí cái item này có thể cũng chẳng bao giờ được đưa vào game mà chỉ ở trong dữ liệu cho nó vui để hù anh em là chính thôi. Ai biết đâu được đấy, đúng không? Chủ yếu là video sẽ xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh em đã chú ý và theo dõi hết video này. Nếu còn có Pokemon huyền thoại hay thậm chí là không huyền thoại nào cũng siêu bá đạo và khiến cả meta phải xoay quanh nó ở thời điểm nào đấy thì anh em có thể bình luận bổ sung ở phía dưới nhé. Giờ thì tôi sẽ hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.